Chào các bạn. Trong video về thủ thuật Facebook ngày hôm nay, EasyTech Class sẽ chia sẻ cùng các bạn cách làm thế nào để có thể chuyển được cái giao diện Facebook trên cái phần mềm Facebook ở iPhone của các bạn. Từ cái giao diện mặc định là tiếng Anh sang tiếng Việt thì như các bạn thấy hiện tại cái giao diện Facebook ở trên iPhone của EasyTech đang là tiếng Anh. Những cái phần như Like hoặc là Comment, Share thì đều là ở tiếng Anh. Từ cái phiên bản mới năm 2017 của phần mềm Facebook thì các bạn sẽ không chuyển được cái ngôn ngữ của Facebook ngay ở trong phần mềm ở trên điện thoại nữa. Ví dụ bây giờ các bạn vào phần setting là cái menu ngoài cùng bên phải. Sau đó các bạn cuộn xuống dưới vào phần setting. Các bạn sẽ thấy là cái menu là app setting có trong những cái phiên bản trước. Ví dụ như năm 2016 thì vẫn còn cái phần app setting và các bạn vô đó thì có thể chuyển được cái giao diện ngay ở trong phần mềm. Nhưng bây giờ Facebook đã bỏ cái phần app setting rồi và khi các bạn vào phần account setting thì cũng có một cái mục language ngôn ngữ ở trong đó. Nhưng mà khi các bạn kích vô đây thì sẽ không có cái phần chuyển đổi ngôn ngữ của phần mềm mà nó chỉ là có những cái ngôn ngữ để mà các bạn dịch nội dung sang cái ngôn ngữ khác nói chung là không liên quan bởi vì Facebook đã bỏ cái việc chuyển đổi ngôn ngữ là một cái tính năng trong cái phần mềm vậy thì bây giờ làm thế nào để các bạn có thể chuyển đổi được ngôn ngữ Facebook trên điện thoại của các bạn sang tiếng Việt thì từ cái phiên bản mới của Facebook phần mềm sẽ tự động nhận cái ngôn ngữ của máy là cái ngôn ngữ cho giao diện của mình nên bây giờ nếu các bạn muốn chuyển ngôn ngữ của phần mềm Facebook sang tiếng Việt thì các bạn sẽ quay về iPhone và các bạn chọn cái ngôn ngữ của iPhone là tiếng Việt thì khi đó phần mềm Facebook sẽ tự động nhận cái ngôn ngữ của máy là cái ngôn ngữ cho giao diện của mình. Thì bây giờ Easytech sẽ tạm thời đóng phần mềm lại và mở phần setting của iPhone. Thì bây giờ Easytech sẽ mở cái phần cài đặt của iPhone, phần settings và các bạn thấy hiện tại cái ngôn ngữ của máy iPhone của Easytech hiện đang là tiếng Anh. Thì bây giờ Easytech sẽ chuyển sang tiếng Việt ở cái phần setting có cái ô tìm kiếm ở phía trên cùng, các bạn gõ vào từ language sau đó các bạn chọn cái lựa chọn là Language and Reason thứ hai từ trên xuống dưới. Các bạn thấy hiện tại iPhone Language đang là English, có nghĩa là tiếng Anh. Thì bây giờ các bạn sẽ chuyển sang tiếng Việt. Các bạn cuộn xuống dưới và chọn lựa chọn tiếng Việt. Các bạn nhấn nút Done và các bạn chọn là Change to Vietnamese. Thì các bạn thấy hiện tại ngôn ngữ của iPhone đã được chuyển sang tiếng Việt. Các bạn thấy các cái menu đã được chuyển sang tiếng Việt, cả đặt chung, giới thiệu. Bây giờ tất cả đều là tiếng Việt hết. Airplane Mode đã được chuyển sang tiếng Việt là chế độ máy bay thì bây giờ EasyTech sẽ mở lại phần mềm Facebook và các bạn sẽ thấy là giao diện của Facebook sẽ được tự động chuyển sang tiếng Việt bởi vì cái giao diện của phần mềm đã được Facebook tùy biến chọn lựa theo cái ngôn ngữ của máy. Bây giờ EasyTech sẽ mở Facebook ra. Đó thì các bạn thấy cái giao diện của Facebook đã tự động được chuyển sang tiếng Việt như là ở đây sẽ có trực tiếp này, ảnh này, check in, thích, bình luận này, chia sẻ này, tất cả đều đã được chuyển sang tiếng Việt theo cái ngôn ngữ mặc định trên máy của iPhone. Khi các bạn vào phần cài đặt menu setting, các bạn cũng sẽ thấy tất cả những cái tên đã được chuyển sang tiếng Việt, các cái mục như thời tiết, sự kiện, tìm kiếm, cài đặt, trợ giúp và hỗ trợ, tất cả đều là tiếng Việt hết. Thì đó là một cái chia sẻ nhanh của EasyTech làm thế nào để các bạn có thể chuyển đổi được cái ngôn ngữ ở trên iPhone từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ đó sẽ chuyển đổi giao diện của phần mềm Facebook ở trên iPhone từ ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh khi các bạn download và cài đặt từ Apple Store sang ngôn ngữ tiếng Việt rất là thuận lợi. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy nhấn nút Like, Thích và Subscribe, Đăng ký để ủng hộ EasyTech Class nha. Cảm ơn các bạn nhiều.